Chào mừng anh em quay trở lại với Con Béo Mô Tô Vlog. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em chiếc R15 V3 bị tai nạn, ngã và được phục hồi lại. Con Béo Ô Tô bị phục hồi như nào thì chúng ta cùng xem video nhé. Ok anh em. Và đây là chiếc R15 V3 đã biến hình. Mình sẽ đã làm lại nó, tất cả nó đều là gì hết. Đây là mình sẽ đổi cho các bạn. Điện công, cái mô thì nó không bị vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ chủ xe đã thay lại toàn bộ cây lưu vin, lưu vin lon ngắn kèm với cổ bôi inox 34 mối hàn. Chào mừng anh em quay trở lại với Con Béo Mô Tô Vlog nhá. Và đây, chiếc xe này sau khi mà đã hoàn thiện được một chiếc xe 17 cây và hoàn thiện được một ít rồi thì mình sẽ cùng xem người cu em này chuẩn bị đổ đồ chơi. Em đi đâu ấy? Đi ăn à? Xe mới đúng không? 10 cây, 10 km. Và hai chiếc này sẽ là chiếc độ kiểm, nhưng chúng ta hãy bỏ qua con này đi và chúng ta hãy xem một con xe tai nạn được phục hồi nó như thế nào nhá. Và đây, mình phải giấu đi để không anh em đỡ bị lộ biển. Sorry anh em vì vội quá quên không che cái biển. Đây, hơi bị giật mình một tí thôi. Đây là một chiếc xe đã bị tai nạn và bị ngã, giạt hết một đầu luôn. Đấy. Đây này anh em này, cùm công tắc này, gãy giữa các thứ này. Nhựa nhớt đã được Con Béo Mô Tô tháo ra để phục hồi và để sửa chữa lại rồi. Và tiếp theo nữa là sẽ là lên bộ đề can mới luôn. Đấy, rất kinh luôn, ngã cong hết cả ghi đông luôn, chống đổ, chống điếc. Và đây, đây là cái vị trí bắt chống đổ mà anh em hay bắt đây. Nhìn thấy không? Khi mà ngã xuống này, nó xé cả cái bát nhôm này luôn. À, cái sắt này luôn. Đấy anh em nhìn thấy không? Điểm bắt này. Đấy. Các bạn thấy điểm bắt này không? Đấy, cong cả ra này. Và rất là nguy hiểm khi mà ngã tốc cao mà đi tua xa mà máy nóng nhá. Ngã nó giật cả cái bưởng nhôm này ra luôn, cái ốc treo máy này ra luôn. Cực kỳ là nguy hiểm. Anh em đừng lên lắp ở loại như thế. Và đây mình hãy cùng đón chờ một chiếc xe mà được phục hồi lại xem nó đẹp đẽ long lanh như thế nào nhá. Ok anh em, một vlog của Con Béo Mô Tô vlog. Và anh em đừng quên like, subscribe đi để đón chờ mình bản biến hình của nó. Chào mừng anh em quay trở lại với Con Béo Mô Tô Vlog. Và bây giờ xe đã xong rồi, mình sẽ hoàn thiện chiếc xe này rồi. Và bây giờ mình sẽ đi review. Và tôi Minh con muốn nói gì với các chú không? Đó, cháu gì? Tuệ Minh Channel. Cháu đây là Tuệ Minh Channel. Nhưng mà cháu đổ tên. Đây là Tuệ Minh. Nhưng mà cháu đổ tên là Tuệ Minh Channel ông ạ. Và bây giờ cháu sẽ review con R15 V3 đổ khủng khiếp này nhá. Đi review của ok anh em. Chúng ta hãy cùng đi ra cái chỗ quay review để review con này nhá. Hãy xem một chiếc xe được phục hồi nó như nào. Ok anh em, let's go.
tiên thì chào mừng các bạn quay trở lại với Quân Béo Mô Tô. Và mình hy vọng là lúc mình up cái video này mình sẽ đạt 100.000 sub. Thì bây giờ mình sẽ, trước tiên là anh em nhìn thấy cái đuôi nó đang vẫn còn đấy đúng không? Đuôi nó đang không có gì đúng không? Bỏ qua cái đuôi này đi. Vì tại sao? Vì Quân Béo Mô Tô đang chờ một cái ốp đuôi nó về nữa. Một bên nó đang bị vỡ cái ốp đuôi và đang chờ để thay thế, nên mình bỏ qua cái đuôi này nhá. Đừng anh em nào comment là ơi sao cái đuôi nó như thế này thế kia, vì cái đuôi đang chờ hàng về. Ok anh em. Và đây, ngay ngoài cái bộ đề can phản quang 7 màu ra thì chúng ta sẽ thấy là điểm nổi bật của chiếc xe này là gì? Nó rất là to đúng không anh em? Anh em nhìn nó rất là to và dài và lùn. Vì tại sao? Vì ở bộ mỏ cầy của con R1 này. Đấy, mỏ cầy hai bên con R1 rất là to, các bạn thấy không? Đấy. Chúng ta hãy đi xem bên này. Cực kỳ là to. Đây là mỏ cầy của con R1, nên là nhìn trông nó rất là to khủng khiếp. Đấy. Xin cảm ơn tất cả anh em và chúng ta hãy quay lên đến dàn đầu nhá. Ngay chiều nay mình sẽ lắp cho bạn. Đầu tiên thì là một chiếc xe R15V3 này là mình đã thay thế lại toàn bộ đồ chính hãng. Và con thực ra con này nó ngã nhẹ lắm, nhưng mà tiện công ở chủ xe lên là lấy cớ thôi, lấy cớ để độ xe luôn. Và hôm nay mình sẽ review cho các bạn. Thì ngay ở dàn đầu thì là được giữ nguyên. À quên, đập vào mắt thì các bạn nhìn thấy cái tông màu đổi màu của cái bộ đề can này không? Đấy, đứng camera đứng góc độ này thì sẽ nhìn thấy một màu khác, và em đứng sang góc độ khác nhìn tổng thể xe xanh. Đấy. Chuyển tím này. Đấy, chuyển xoay xanh sang xanh tím. Tím này. Đây okay. Là giấy này gọi là giấy sơn nhá. Đề can sơn đổi màu. Đề can sơn đổi màu, nó là đề can nhưng mà dạng đề can sơn đổi màu và có nhũ. Đây các bạn có thể camera focus vào cho anh này. Đấy, nó rất là nhiều nhũ anh kim đúng không? Đấy, rất là đẹp. Thì nổi bật trước hết là bộ đề can của hệ thống quy đề can đã lên cho chiếc xe thay đổi toàn hoàn toàn. Và tiếp theo là chủ xe đã thay đổi cái gương do trong quá trình bị ấy nó bị gãy một cái gương, thì là đã thay đổi luôn cái ốp lên luôn, hai cái ốp Priya, ốp Priya kèm với cái gương gù để vẫn đúng luật của công an giao thông, mình đi mình vẫn đúng luật đấy. Và tiếp theo nữa là mình đã thay đổi cái tay phanh Speedy huyền thoại này. Con này này rất là nhẹ nhá, có cái cặp đôi hoàn hảo ấy giữa tay phanh Speedy và bộ số gẩy này, lên nó nhẹ vãi cả đái luôn, nhảy gẩy nhẹ hơn cả quay anh em ạ. Thì góp mặt ở đây là bộ số gẩy của Sac Power, lên thêm những cái con ốc kiểng rất là nhỏ nhắn đẹp đẽ này. Bên này thì ít ốc hơn nên bên kia sẽ đẹp hơn nhiều. Đấy, nên sẽ nhìn trông nó rất là tinh tế hơn đúng không anh em? Đấy, trông ốc các thứ trông rất là tinh tế và đẹp. Đấy là dàn số gẩy. Và tiếp theo nữa là quả vành 5 inch. Vành 5 inch lốp Michelin RAV4 180. Rất đẹp luôn. Đấy, quả lốp 180 này, lốp Vân RAV4 này rất là nhiều anh em thích nhá, không phải riêng anh thích đâu nhá nhá. Rất nhiều anh em thích quả lốp RAV4 này. Pad điện CNC đút gầm này, nếu muốn gấp ra thì rất là đơn giản, chúng ta tháo hai cái pad này ra đấy là đưa ra ngoài. Đây ví dụ mình bẻ mạnh đây. Ok. Đấy, gập ra gập vào rất là đẹp luôn. Và tiếp theo nữa là chuyển lên đến dàn đầu xe đi em. Dàn đầu xe thì mình đơn lên nó rất là đơn giản, lên bao tay Domino kèm với tay phanh tay côn Speedy. Đấy. Và để mà mình thấy là một chiếc xe này nó hoàn thiện thì trước khi mà pha vào với một màn gọi là chỉnh nhau ấy, thì nó con này nó về bây giờ là 100% rồi. Nó còn hơn 100% nữa ở cái gì? Vì nó lên toàn bộ tổng thể xe này quá đẹp luôn. Đấy. Của một bạn là làm marketing tele sale. Đấy. Và anh em thấy cái dàn vành của nó rất là lạ không? Vành màu vàng, vàng nhũ cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Vàng tươi nhũ. Thì con này là một cái sản phẩm sơn của Quân Béo Mô Tô, và mình sẽ bảo hành tất cả về sơn này là trong vòng 1 năm nhá. Đấy. Ngày trước thì Tâm nó bảo hành cho mình 6 tháng, bây giờ nó bảo nói là bảo hành 1 năm rồi, nên là mình mạnh dạn mình bảo hành 1 năm luôn. Và tiếp theo là lên những cái xi nhan như là đây anh em nhìn thấy quả xi nhan Spirit này. Khác cái hàng copy nó, đây nó không có chữ ở đây này. Đấy, các bạn để ý cái dòng chữ này. Đấy. Bây giờ mình sẽ mở điện lên. Đấy, mở điện lên là màu xanh. Mình là cực kỳ thích cái kiểu đấu này. Nhưng mà mở điện lên nó là màu xanh, và khi gạt xi nhan sang thì nó mới nháy. Đấy, rất đẹp luôn. Mình thích kiểu này. Mình cực kỳ thích kiểu này luôn. Vì nó nổi. Đấy. Đây này các bạn này. Đấy, lúc chưa xi nhan nhá, và mình xi nhan này. Đấy. Rất là nổi và đẹp. Và tiếp theo nữa là đằng sau là quả xi nhan L17. Và không thể bỏ qua được cái rè chắn bùn PKL. Đấy. Cực kỳ là đẹp luôn. Chúng ta hãy quay qua bộ nhông xích này. Đây là bộ nhông xích bên này. Thì mình đã thay cái bộ nhông xích mới cho chủ xe. Và xích 428 phớt cao su của Thái hàng HD luôn.
Đấy. Nhông xích thì size của nó là size 49. Và tiếp theo nữa là mình đã lắp thêm cái che mang cá Moritech. Một sản phẩm mà cực kỳ là đẹp luôn. Cái này mình sẽ phải bảo với thằng cu em là xe làm xong rửa giấy sạch sẽ rồi cất ra chỗ khác. Đây này, các bạn nhìn thấy cũng rất là nhiều lỗ này. Cái này nó cũng rửa xe nó bị bắn ở bên cạnh, bắn sang ấy. Rất là ẩu luôn. Cái này mình sẽ phải phạt thằng cậu Bạch. Mình phạt thằng cậu Bạch rửa này, xem cô đi quay vlog này xong rồi bảo rửa từ trưa, ăn uống rửa xong, xong bắt đầu là ông ấy vứt ở đấy, xong ông rửa xe khác và bắn hết cả bụi sang. Đủ cái này thì chết. À. Phạt mày không cho nó ăn cô anh ạ. Không cho nó uống nhiều rượu, kéo cho nó ăn nữa. Ngày mai thì rất là cảm ơn anh em. Và đây không thể bỏ qua được bộ chống đổ nữa. Bộ chống đổ xuyên khung. Đấy, bộ chống đổ xuyên khung. Và ngay bây giờ thì mình sẽ hoàn thiện nốt chiếc xe. Là bắt nốt cái ốp đuôi này. Bắt nốt cái ốp đuôi và tiếp theo nữa là bắt lại kiểm tra ốc nhất lần cuối và giao cho chủ xe. Thì tổng thể của chiếc xe tai nạn này mới lên cả vành cả lốp thì nó mất là tầm 26 triệu. Wow, rất là nhiều. Vì mất cả đầu đèn, pha đèn rồi là lên bộ đề can rất là nhiều. Thì đây là một sản phẩm điển hình của việc là phục hồi lại một chiếc xe đã bị ngã. Thì anh em đừng lo lắng. Nếu anh em đã bị xảy ra cái việc ngã thì người vẫn là quan trọng nhất. Và sau đấy là mới đến chiếc xe. Người làm ra của, chứ của không làm ra người. Mọi thứ đều có thể thay thế được. Anh em có thể order hãng hoặc là qua Quân Béo Ô Tô. Mình có sẵn đồ, vì tại sao mình làm rất là nhiều dòng xe nên là mình order, mình sẽ có sẵn đồ. Các bạn không phải chờ hãng 3 tháng, 4 tháng hay là 1 tháng, 2 tháng mà mình có sẵn đồ luôn. Và bây giờ camera quay đây để anh sẽ nói về cái vấn đề là mượn xe mà bị gây tai nạn. Thì cái vấn đề này là vấn đề mà gọi là cực kỳ là nhức nhối. Nhức nhối về cái việc là mượn xe mà bị gây tai nạn. Thì khi mà bạn lúc bạn mượn xe thì chắc chắn rồi, bạn không bao giờ bạn nghĩ là bạn sẽ gây tai nạn để phải đền xe. Đến khi sự việc xảy ra rồi thì lại lúc đấy lại sót tiền rồi sót của các thứ rồi không đền không biết gì. Mà cái xe của, ví dụ như con mình quý, con bạn thì mình chưa chắc mình đã quý vào con mình. Chắc chắn luôn, con bạn thì mình không quý vào con mình. Đấy là thêm cái nữa là vấn đề là xe của mình nó quý như vợ hai, mình gọi nó là con, là vợ hai, nó mình rất là quý, nó thân thuộc với mình. Mình rất là quý, mình đi, mình giữ gìn. Nhưng khi bạn đi bị tai nạn, bạn phải có trách nhiệm với việc là sửa chữa nó, làm cho nó hoàn thiện, làm theo cho nó là cảm thấy mình yêu thương như có chưa hề cuộc chia ly, đúng không? Nên là tốt nhất anh em là gì? Hạn chế vấn đề mượn xe. Càng lúc rượu bia thì càng không mượn xe để test thử. Vì khi xảy ra sự cố nó mất hết cả tình anh em luôn, mình nói thật luôn. Mới đơn giản cái việc là cháy lá côn thôi là đã rất mất tình anh em rồi. Chứ chưa nói đến cái việc là bị gây xe tai nạn. Thì xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi vlog này. Thì với lời khuyên của Quân Béo Mô Tô ở vlog này, hạn chế việc mượn xe. Nó rất là khó ăn khó nói. Khi mình không cho bạn không cho mượn thì lại bảo bạn ki bo, bạn thế này thế kia, có cái xe ghẻ ở tiếc thế này thế kia, sống nó không thật với anh em thế này thế kia, nó rất là khó. Giống như kiểu bạn thôi, vợ bạn thì mình không bao giờ thể mượn để mình phá được, đúng không? Đấy, nên là xe của ai người đấy giữ. Ok anh em, xin cảm ơn anh em. Và chúc anh em an toàn trên mọi chuyến đi. Nếu bất kỳ vấn đề gì liên hệ với Quân Béo Mô Tô. Và đừng quên là nếu mà video này hay, like và chia sẻ cái video này cho mọi người nhá. Cảm ơn anh em. Và đừng quên mình vẫn live stream vào 22:30 hàng ngày. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em tại vlog tới. Và đây là tổng thể chiếc xe lần cuối để anh em xem trước khi giao giải cho chủ xe. Rất là đẹp đúng không anh em? Màu vàng đồng. Hẹn gặp lại anh em tại vlog tới. Ok anh em, bye bye. Ngày Halloween. Ooh.